Danh hài Hoài Linh Thúy Nga bức xúc khi bị tung tin đồn qua đời Trước danh hài Thúy Nga, rất nhiều nghệ sĩ viện như danh hài Hoài Linh, nghệ sĩ Chi Trung, Xuân Tùng NTB, Nhật Kim Anh cũng gặp phải tin đồn qua đời khiến nhiều người hoang mang. Từ trước đến nay, các nghệ sĩ đều nhanh chóng lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Tuy nhiên, chưa có ai báo cáo cơ quan chức năng xử lý triệt để những nguồn tin không đúng sự thật này. Mới đây, trên trang cá nhân của danh hài Thúy Nga bày tỏ sự bức xúc khi bị dùng hình ảnh để câu view một cách ác ý. Theo đó, một số trang YouTube bất ngờ tung tin Thúy Nga qua đời ở Mỹ để lại gia tài triệu đô. Ngay khi hai tin nữ, danh hài Thúy Nga nhanh chóng lên tiếng trấn an mọi người. Sáng sáng giờ có mấy người nhắn tin hỏi thăm, coi thực sự em chết chưa vì ngày nay trên kênh YouTube họ báo Thúy Nga qua đời, chết tại Mỹ và để lại gia tài triệu đô luôn nha. Cứ lâu lâu lại bị đồn chết miết vui hết biết. Trước đó không lâu Hoài Linh cũng từng bị điêu đứng. Vì bị dựng chuyện đã qua đời, Nam Danh Hải cho biết khi đọc được những thông tin trên mạng, người thân, bạn bè liên tục gọi điện, nhắn tin đến trái máy. Danh Hải Hoài Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức phải có hành động để chấn an dư luận. Ngay khi biết tin, Hoài Linh nhanh chóng lên tiếng đính chính để mọi người hâm mộ không phải hoang mang. Ăn rồi cứ báo tôi chết hoài, có thời gian rảnh thì lên no, làm ăn kinh tế giúp gia đình. Còn nếu đăng tôi chết câu view để sống thì cứ tự nhiên tôi không buồn đâu. Tôi coi như mình đang làm từ thiện hoan hỷ. Hiện tại, có khá nhiều kênh YouTube cố chấp dùng ảnh nghệ thuật để câu view, không bỏ qua những thủ đoạn ác ý đối với nghệ sĩ. Đường bài viết có nội dung như tin đồn các nghệ sĩ qua đời. Hy vọng trong thời gian, các cơ quan chức năng xử lý triệt để để những nguồn thông tin không đúng sự thật này.